Vani đã lên được 25 dân, đã dừng xin dân chuẩn bị kích đời. Vani vừa mới nói là thêm rất trâu. Rất tiếc mộc cụ từ đầu tiên thì hơi sống một chút, do đó thực dồn hơi chậm. Nếu không thì Vani hoàn toàn có thể kích 2 ở đầu 7. Tám 23 giây, Vani kích đời với 25 dân. Vâng, ở giữa nhà của em bé và Vani có khả năng kẹp xăm rất cao. Ở trận đấu này thì Toti lấy tên là hai tay ba tông. Dinosaur đầu cánh, em bé trong cánh, Gunny đầu cánh. Gunny đầu cánh Maxe đã phát hiện ra có nhà kẹp xăm từ phía thông báo, từ phía thông báo của em bé. Vâng, lên đời rồi. Gunny ngay lập tức gọi BL với BM. Chắc chắn Gunny lên đời ở đầu 10. Gunny dạo gần đây có khả năng ép đời rất tốt. Vâng, 14-17, 14-9, 15-2. Gunny kích đời thành công với 25 dân. Đội hình gia quân của GameTV 1 bao gồm có Dinosaur, một tay che trời, Gunny và Toti. Đội hình gia quân của bên phía Hải Phòng bao gồm có Nani, Mèo Đen, Khủng Long và Sơ Chín X. Vâng, rất nhọn. Con ngựa giò của Gunny vừa mới được sinh ra thôi mà nông dân của Khủng Long đã phát hiện và đập chết ngay. Vâng, con ngựa giò thứ hai vừa mới được sinh ra, nhưng mà lúc này thì nông dân ăn quả của Khủng Long đã én mất rồi. Vâng, Gunny đã lên đời xong, lên đời trước Khủng Long rồi. Đã phát hiện ra đội bóng một con dinosaur, một tay đầy đủ công tác của bên này đang quấy rối ở nhà Khủng Long. Vâng, Gunny dâng y về phía góc 9 giờ, còn bản thân đánh chém thì chém bên góc 12 giờ. Vâng, như vậy lúc này thì tỷ số ở bên phía cặp đấu trà đá và siêu mềm đã thắng 2-0. Và hai team đang chuẩn bị cho trận đấu thứ 3. Vâng, Gunny đã dâng y và đẩy y về phía góc dưới. Đã phát hiện ra bãi vàng của Mèo Đen. Hai y lao ngay vào đội vàng. Ba y, bốn y rồi. Vâng, Nani đã dâng cung tê lên để công vào mỏ vàng của Gunny. Tuy nhiên thì Gunny đã có chém ra tự cứu. Vâng, như vậy lúc này thì tỷ số ở bên phía cặp đấu trả đá siêu mềm
Tuti lúc này điểm số đang cao nhất, có vẻ như Tuti đánh cung trong trong cánh rồi. Tuti con gì ấy nhỉ? Vâng, Tuti Summer trong cánh đánh cung. Lúc này Tham Lai đang khá bá đạo, điểm số đang cao nhất bản đồ. Bãi vàng của Meren đã công xong, lúc này thì Gunny đang đẩy vào bãi gỗ. Vâng, bãi gỗ nhà của Mèo Đen cũng đã bung rồi. Lúc này thì Mèo Đen đã có cung. Vâng, Mèo Đen Phonesian đã có cung rồi. Tuy nhiên thì lúc này thì quân của Gunny rất đông. Nani cung A. Y của Gunny vẫn chưa lên giáp đồng. Vâng, cung A đẩy lên nhà của Gunny rồi, cùng với ngựa chém của khủng long rất trâu. Vâng, ở trận đấu này thì các đội sắp xếp rất dị. Vâng, Tuti Summer trong cánh đánh cung, lúc này Tham Lai đang khá bá đạo, xin số đang cao nhất. Bãi vàng của Ren đã công xong, lúc này thì Gunny đang đẩy vào bãi gỗ. Vâng, hai con chém của Gunny vừa tìm ra được bãi ăn hoang của Mèo Đen. Tuti đã đẩy cung. Tuti đang đẩy cung càng lướt cùng với nhà của Gunny. Nani Spur đánh cung A. Không biết Spur hay Babylon, với nhà này tôi nghĩ là Babylon chuẩn hơn. Vâng, một tay che trời cũng rất đông cung rồi. Ở bên phía Game TV có hai nhà cung. Vâng, ở trận đấu này sắp xếp rất dị. Vâng, lọt vào trong rồi. Đã lọt vào trong nhà của Nani. Y mới có giáp đồng 2, chết rất nhanh. Tuy nhiên thì có rất nhiều cung của Tuti yểm trợ ở phía sau. Vâng, như vậy là thừa lúc đục thả câu, hai con chém của Gunny lao vào luộc hết đồ dân gỗ rồi. Như vậy là nhà của Nani đã bùng vòng và đi sai rồi. 1-0 đầu tiên cho Game TV. Chúng ta chờ ít phút để đến với trận đấu thứ hai của cặp đấu này. Vâng, tôi xin thông báo tới tất cả các khán giả đang theo dõi trên Game TV. Ở kênh Game TV 1 thì lúc này đang tường thuật trực tiếp trận đấu của Game TV và Hải Phòng. Ở kênh GTV2 đang tường thuật trực tiếp trận đấu của Trà Đá Hà Nội thi đấu với đội Siêu Mềm. Các bạn chú ý đón xem. Vâng,